Oh. Mình cố đẻ thêm nữa đi, nhà ta sẽ tha hồ mà đông vui. Hả? Dục già dục dịch sao mà lắm chuyện thế không biết. À. Mình phải đi kiếm mít rơm để lót thêm vào ổ. Mình ơi, mau lại đây giúp em với. Em vừa để rơi một quả trứng rồi. Rồi có ngày ta sẽ cho vợ chồng ngươi biết tay. Hình như có mùi của gà trống đâu đây. Để rồi xem. Hả? Hả? Tôi chỉ sang tìm quả trứng có bị lạc sang đây không thôi. Không tìm gì hết. Nhà tôi làm gì có trứng. Oh.
Ủa? Bố ơi. Mình ơi, lại đây mà xem này. Hả? Đúng con mình rồi. Chó mà cũng nuôi gà con à? Chính anh đã lấy trứng của vợ chồng tôi, bây giờ phải trả con về cho chúng tôi. Ồ, là tại chị đẻ trứng lăn thằng sân nhà tôi đấy chứ. Trả lại gà con cho tôi, chính tôi đã ấp ra nó chứ. Nhìn này, cả nhà mình thật đông vui. Gà con đâu rồi nhỉ? Cháu nó nhớ bác lắm đấy. Ừ. Tôi thật không phải với cô chú. Bố của con. Bố khoan, bố khoan. Ôi.